một số nước EU phủ quyết lệnh cấm tập thể đối với dầu mỏ của Nga, kệ tụi nó. Châu Âu đang mua dầu của Nga mà mua dầu của Nga một cách âm thầm, không biết sự thật không boss. Thì bài báo đăng vậy đó, nhưng mà nó đâu có ghi rõ ràng đâu. Tức là cái tàu dầu nó không chứa, nó không in logo, chứ không biết chở cho ai. Thế là báo nói vậy thôi. Nhưng còn bây giờ nó là vấn đề có hay không có. Nếu mà có thì tụi kia nó vi phạm luật, kệ mẹ tụi nó. Sau này tụi nó bị thằng nào đó xử kệ đi, ai biết. Còn nếu mà không có thì kia chém gió vậy thôi. Đâu có gì đâu. Cái tin đó chưa sốc đâu, cái tin này mới sốc nè. Nó là Mỹ mua dầu âm thầm Nga. Trong khi ông Mỹ cấm vận, vậy ông mua lậu à. Cái đó nó mới khó tin đó. Tự nhiên giờ Nga hết tiền, dân Việt Nam ăn gì? Ông có bị điên không? Tự nhiên Nga hết tiền, dân Việt Nam ăn gì? Ông hỏi tôi không hiểu luôn á. Liên quan trời. Liên quan gì đúng không? Nga có còn tiền không còn tiền, Việt Nam ăn cơm nữa chứ ăn gì ông nội. Chứ đâu có ông welfare đâu. Không hiểu này nó cái gì vậy trời. Cuối tháng này Nga phải trả tiền nợ, anh nghĩ Nga có vỡ không? Trả nhiều em? Nhiều không? Vì đọc báo nhiều sẽ thấy bọn Mỹ, EU mua dầu lén lút, Ấn Độ, China mua công khai, mua tranh thủ. Cái này mà nghe báo nói thôi. Chứ anh theo anh thấy chuyện này nó khá là ảo á. Ví dụ như mua lén lút phải đưa ra bằng chứng tố người ta mua lén lút, chứ giờ chụp mũ mua lén lút coi đúng rồi xong lên đây bình luận ai đỡ được ba. Vậy Á Âu Mỹ, người người nhà nhà vẫn mua dầu của Nga, làm sao Nga ngán được ba cái cấm vận? Ủa rồi, ví dụ như giờ anh thí dụ như anh giờ nói giờ quệ kèo dầu đi, còn mấy kèo kia đói hết rồi dầu nuôi nổi mấy kia không? Đó. Sao em nói chuyện nó đơn giản nha. Rồi chưa kể đó là báo đâu thôi. Đó. Còn anh cũng có báo nữa là xuất khẩu dầu của Nga giảm 25%. Rồi thêm cái nữa Nga bán dầu là bán rẻ hơn. Vậy thì tao thấy mẹ lời nhất vẫn là Ả Rập. Mấy kia bán đúng giá đồ. Mà nó bán được nhiều nữa. Nên tính ra thì liệu có ổn. Sao mấy em cứ khoái dầu ấy, mấy cái dầu nó hoài ta. Nói giống chán hả? Anh chán quá trời luôn. Nguyên đất nước nếu mua phải mua cả triệu thùng. Giờ kêu ông Kha Mai chuyển lậu 1 triệu thùng mà không ai biết thử xem. Nói chung thì nó bỏ vô tàu ấy. Một tàu nó chở chắc được mấy triệu á. Mà có một cái tàu kia đi ngang Hy Lạp nó bị núm mấy ngày. Giờ thả thôi. Cái đây thật sự em hỏi ngu một cái hả? Cấm vận nước Nga rồi nước Nga cần tiền giúp đê dịch với ai? Hay là những dịch đó toàn dịch ngầm với nước Mỹ? Ủa chỗ này ta bó tay đúng không mày? Cái chỗ này anh cũng biết luôn á. Tức là Mỹ cấm Nga giao dịch đồng đô la. Mà bây giờ Nga phải trả nợ bằng đồng đô la lại trả ứ được. Rồi sau đó nếu mà trả không được thì ông bị vỡ nợ. Ủa này mới bá đạo nè. Không, cái này bá đạo thiệt các bạn. Cái này là tôi thấy nó hơi bá đạo á. Ít ra thì phải mở cho ông được giao dịch mua bán thôi, còn trả nợ thì phải được. Chứ còn ông trả nợ mà người ta trả nợ mà ông không cho người ta mua đô la, người ta trả rồi cái kiểu gì tôi cũng đánh người ta vỡ nợ kiểu kỳ. Nga nói nếu Nga vỡ nợ thì châu Âu cũng vỡ nợ. Ủa sao kỳ ta? Chỗ này chưa hiểu mấy em. Em thấy anh hay nói về kinh tế, anh nhận định sao như thế nào về thị trường chứng khoán Việt Nam những ngày gần đây anh Duy? Thị trường chứng khoán là sân chơi của cá mập em ơi. Lòng tông thì giờ tụi em phải quan trọng là chui vô hạm cá nào thôi. Thí dụ giờ chứng khoán đang, anh ví dụ thôi nha, anh ví dụ thôi, anh không gành đâu. Ví dụ chứng khoán giờ đang đỏ sàn đi, cá mập nó hốt vô một phát xanh lè lại. Cái xong cái mấy anh kia thấy xanh xanh bay vô đu. Rỉa theo. Sao nữa thì không biết. Ui mẹ xanh đỏ kệ đi mẹ. Mệt quá có tiền lo làm ăn đi, lo chứng khoán không ghê ghê vãi. Đầu tư. Môn lịch sử rất hay, mỗi chiến công trận đánh là quá trình mưu lược tư duy, sao mà giới trẻ bây giờ không thích học lịch sử vậy? Vậy Duy, nói chung nó nhiều cái vấn đề của nó lắm mẹ ơi. Hay do cảm nhận mỗi người thôi. Chứ còn cách truyền đạt của thầy cô nữa. Chứ cái cách mà ví dụ như nó gọi là đi vô mấy cái tình tiết, mấy cái tiểu tiết quá trời quá đất luôn. Rồi mấy cái đại cuộc thì không nói. Nó làm vấn đề học sự nó bị dài lê thê ra rồi nó. Ví dụ giờ nói về chiến thắng quân Nguyên Mông đi, có đặt cái bối cảnh không? Tức là muốn thấy được cái hay của quân Nguyên Mông á thì phải học từ lúc mà Thành Cát Tư Hãn đi lập quốc, rồi học từ lúc Thành Cát Tư Hãn đi lập quốc, rồi xong rồi lúc đó rồi ổng đi giống ông xào chẻ mấy bộ lạc kia đúng không, rồi ổng kéo quân qua bên Nga đồ, bên đập mấy ông nội Slaver đồ, rồi mấy ông Slaver đầu hàng các kiểu, rồi xong rồi ông nội kia cái ép rồi quay đầu hàng để em xử mấy ông vòng vòng quý tộc cho, rồi để cho em giữ lại cái ép nha.
Ủa lộn, xong rồi hãng nó lôi đầu vô nhậu, nhậu xong dứt nó luôn, đâu gọi là hai phe. Đầu hàng mà đầu hàng hai phe đó các bạn. Xong rồi dứt nó luôn, tội nghiệp ghê luôn á, đem ra cắt cổ chết. Rồi sau khi thành Cát Tư Hãn chết này nọ nó còn tùm lum tùm la hết. Đúng không? Còn có Kim Trướng rồi còn có này có kia nữa chứ đâu phải là gì để mình thấy được cái sự hùng vĩ của đế quốc Mông Cổ nó mạnh tới cỡ nào. Rồi từ đó mới đặt bặt vô một phát một vô bối cảnh của Việt Nam này nọ qua đóng tại sao thua. Mà nói phải cho nó đàng hoàng nữa, nó nhiều cái quý vị. Còn tự nhiên đặt nó nó Mông Cổ là cường quốc của xâm chiếm cả thế giới rồi. Rồi xong rồi dẫm lên trái tim của châu Âu uống nước sông Volga tà lơ vô. Nó tóm lại là vẽ ra một bức tranh mà nhỏ nó không hiểu gì hết. Vậy thì mạnh là mạnh như thế nào? Tức là cái lịch sử nó không đứng mình được. Cái lịch sử nó phải đứng chung với cái bối cảnh và đứng chung với lúc đó thế giới nó ra sao ra sao. Theo tôi á, vào triều Trần á thì nên đặt một số cái mốc quan trọng thôi. Chứ không có dài lê thê lê tha đồ này nọ tùm lum la hết, cuối cùng học nhỏ thi sao nổi mà không có gì ra cái gì hết á. Bảo đảm thí dụ như các bạn làm như đi, đứa nhỏ nó thích, còn cái chuyện mà nó ghét hay nó yêu thành Cát Tư Hãn kệ mẹ nó. Xin lỗi bạn, đúng không? Tức là tụi nhỏ nó có quyền nó ghét hay nó yêu một người. Thí dụ trong mắt của nó thấy thành Cát Tư Hãn là idol thích kệ đó, còn trong mắt nó thấy thành Cát Tư Hãn ác quá đi giết người tùm lum la thì kệ cũng kệ nó luôn, chứ không lẽ nó ê ổng ác vậy sao mày thương. Áp đặt cho đúng đứa trẻ. Cái sự áp đặt là nhất về mốc thời gian này. Nãy giờ tôi nói ấy, chứ tôi biết mà gọi là Mông Cổ nó quốc Nga hồi năm nào tôi chết liền á. Cái chuyện đó nó không quan trọng. Đúng không? Mình chứ khoảng những năm đó thôi. Đi thi đừng hỏi. Đi thi hỏi ở cái trận đó chết nhiêu lính, ông nội ông dám nói chết đó nhiêu lính không? Xong rồi chết nhiêu lính thiệt hại khí tài quân sự nhiêu đồ. Rồi xong rồi cái năm nào tháng nào giờ nào nữa, ông có cái bổ béo gì? Không có gì gọi là bổ béo cả. Cụ thể cho cái bối cảnh đó đó, đầu thế kỷ thứ 12, đồ này nọ, thế giới nó dày, nước Nga nó dày, Ukraine nó dày, hai bạn Nga, Ukraine là một phe. Bị Mông Cổ nhai luôn, giờ chia hai phe rồi. Địa lý cũng vậy. Địa lý nó khô khan lắm, nói theo em giờ làm sao cho kinh tế đồng bằng Đông Nam Bộ phát triển. Rồi nó ngồi nhỏ viết ra chữ vẽ chuyện trên giấy thôi. Nó nói đúng hết á. Phải này, và chừng nào sẽ được. Bắt một đứa trẻ giải một cái bài toán vĩ mô. Nó nói đúng luôn, nhưng mà thực tế không bao giờ xảy ra hết. Tức là thầy dạy nó nói vậy đó, thì nó nói vậy. Chứ còn nó nhỏ xíu làm gì nó có được cái lượng kiến thức đó mà nó đưa đi hiến kế. Nó không, nên nó cũng đó tôi nó bị viễn vông. Là thấy không, là nhỏ tôi thi chuyên gia luôn. Theo em thì làm sao để ngành điều phát triển? Bà mẹ cuộc đời tôi chưa biết cây điều là cái gì luôn á, thôi kệ chém đại đi con. Chịu thôi, học lịch sử địa lý mà. Cả chịu dài đất nước luôn thì tôi xui chúng câu nào chịu câu đó thôi, tôi dân miền Tây Nam Bộ. Nhỏ lớn chưa trồng điều bao giờ hết á. Chém luôn. Chém mắt cho ai luôn, là phải đầu tiên là cây và con, rồi nói chung là chém gió thôi. Đầu tiên phải nhân giống mới rồi này nọ, trồng tưới tiêu rồi phòng vừa sâu bệnh đồ, rồi tìm đầu ra đồ, mà tìm đầu ra như thế nào thì không biết. Ghi về được rồi. Nó nói cái gì đâu có lý do của nó bạn. Giờ tôi trẻ thấy chán lịch sử địa lý, nói chung mấy môn xã hội chán lắm, văn nó cũng chán mà. Thời đi học chán môn văn sử địa không, tôi khác không. Tôi tìm cái hay trong cái khô khan. Cái tật tôi học thầy cô dạy là chuyện thầy cô. Tôi học theo kiểu của tôi không à. Hồi xưa tôi học toán như nữa. Trên trường giải tôi nói bài toán tích phân con đĩa rồi cái gì. Con đĩa đó giải 3 bước, tôi lên nhẩm đầu ra kết quả luôn, khỏi 3 bước gì hết trơn á. Tôi nói chung tôi giải đúng mà tôi bị 60 điểm quả cái gì. Tức là ông thầy không có phượt. Vẫn ra kết quả đúng nhưng mà không có tức là ông thầy dạy trình độ nó thấp quá. Cái chỗ đó là phải ra 3 bước đầu tiên hạ lãi xuống. Hạ cái gì gọi là đạo hàm đúng không? Hạ xuống một phát. Xong rồi lấy này nhân này chia này xong rồi bước cuối mới kết quả. Này hạ xuống này con này chứ xong mẹ rồi còn gì hay ghi chia mỗi tay vậy. Bằng luôn. Tật của anh nó vậy đó em ơi. Tính cách anh chịu thôi, thầy hồi xưa học thầy cô cũng ưa đâu. Mà ngược lại có mấy anh thầy cũng vui lắm, nó cũng không ưa anh luôn. Hỏi người ta thì hỏi bình thường, hỏi anh hỏi ba gai lắm. Cũng kêu lên trả bài, thằng Duy mà lên cái hả? Là không bao giờ hỏi cái bài hôm trước học cái gì đâu, không bao giờ hỏi mấy câu như nó đâu. Hỏi trong sách tập 2 mình học những tác phẩm nào trong khi mình mới học tập 1 à. Tức là cuốn sách nó hai phần, tập 1 và tập 2 thì trong cái mục lục á. Tức là ông lên ông hỏi cái mục lục, mà ông hỏi cái tập sau. Đó, hỏi vậy á. Nói chung này gọi là 49 cộng 50 mấy em. Còn thật ra mình quan điểm ngày xưa mình cũng tân thời lắm bạn, mình coi thầy cô là bạn thôi. Nhưng mà mình không có hỏng nha, chứ không có việc mà coi thầy cô là giống như ông nội hay là coi như giống như mẹ quỳ quỳ cúm cúm đâu, không có, là bụp thầy luôn à.
Ôi, ngày xưa xin lỗi các bạn chứ có những chuyện mình nói ra là các bạn thấy động trời luôn á. Mình học nộp hồ sơ thi đại học đúng không? Nhớ chưa? Nộp hồ sơ thi đại học rồi đáng lẽ phải vô trường rồi nộp trường mà trường gửi đâu đó không biết. Ông mới vô trường thầy cũng cho anh ăn hành. Anh nóng mà rút hồ sơ đó ứ nộp. Anh xuống sở nộp luôn. Rồi kết quả cuối cùng anh đậu trường anh không biết. Không biết luôn. Ủa tao nộp qua trường rồi sao biết? Trường tưởng tao không thi. Nó. Còn nếu mà sở không được chạy thành phố nộp luôn. Ủa chơi vậy đó. Anh chơi thí sinh là gọi là thí sinh tự do, thí sinh bản lai giống như mấy anh gớt năm trước rồi đó. Đúng không? Hiểu. Cái tập anh nó kỳ lắm em ơi. Chịu thôi chứ giờ sao tính cách rồi. Tức là nộp có cái bộ sơ thôi làm thấy ghê. Dạng dạng vậy. Mệt mỏi. Nhưng mà nói chung cũng phải biết đường mới cứng được chứ không. Nhiều khi đó là đường duy nhất mày cứng kêu đó mày chết luôn. Còn khi toán học á mà ví dụ như hỏi mà hỏi chương trình đại học. Tại vì anh học nhiều khi cũng học nâng cao rồi anh tự đọc sách này nọ kia đó. Yeah. Anh vô anh hỏi một phát một thầy cô phải về suy nghĩ đó. Bữa sau trả lời. Khó. Trẻ trâu mà nói chung là nhất quỷ nhiều ma tới bao trò. Ai cũng có một thời. Còn thơ văn người ta bình luận biết rồi gì. Kể hoài. Cái gì em học ở Mỹ, tụi nó học sơ lược lắm, anh tính ra mình học hơi bị chi tiết. Ừ đúng rồi, anh em biết mà. Anh nhìn mấy giáo trình của mấy quốc tế thấy nó nói chung nó dễ, nó không dễ, nó khó, nó không khó nhưng mà nó không học mấy cái gọi là râu ria cắm lợn. David Nguyễn này sao mày khổ ghê, mày biết nhiều cái quá, có biết đu càng không? Hả? David Nguyễn. Sao mày học sử mà em khai thác nhiều cái quá vậy? Vậy em có khai thác lịch sử đu càng chưa? Lịch sử kia chữ đu càng thì ok đi, còn chữ kia nó gắt hơn nữa. Cái chữ gì mà có tàu tàu đó mấy em. Chữ ra né nha. Chào chị An Nhiên nha. Hồi xưa em học lớp 12, tác phẩm ai đặt tên cho dòng sông? Người lái đò sông Đà là ư. Ư gì? Người lái đò sông Đà là ứ hiểu, tác giả viết và truyền tải gì luôn. Thì người lái đò sông Đà ý nói là, ủa mà nó gì quên rồi, nói vẻ đẹp sông Đà hả? Sông Đà lúc dữ dội, lúc dịu êm, giống như gái vậy đó. Và lúc thì giận hờn vu vơ, lúc thì lãng mạn yêu đương đồ. Nói chung là ý cái bài đó là nói cho các em nhìn một sự vật nó có nhiều thái cực. Nhiều khi mấy thằng kia họ báo cáo chồm lên mạng ẵn từ lưa hộp dưa, nhưng mà đằng sau lưng là dòng nước mắt sâu thẳm của những nỗi đau xa xứ đồ này nọ, queo phe queo phủng đồ. Thì bây giờ mình nhìn cũng nhìn hai mặt chứ, đâu phải lúc nào người ta không đáng ghét. Bên cạnh đáng ghét là cũng có đáng thương, mà từ cái đáng thương đó nó có một chút gì đó đồng cảm. Còn vụ học lịch sử hồi nãy á, là cái vụ lịch sử là như lớp 10 nó mới tự chọn nha mấy ông nội. Tức là từ lớp 1 tới lớp 9 hình như có học đó, nói chung không phải bỏ đâu, nhưng mà từ cái khối cấp 3 thôi. Anh giải thích sao nghe dễ hiểu quá, tại vì anh đơn giản, nhìn cuộc đời đơn giản, anh đâu có nhìn sâu sắc đâu. Tức là cái sâu của anh thì không ai sâu bằng, cái đơn giản của anh cũng không ai đơn giản bằng. Thì các em học tập trong trường chẳng qua là theo một món, tức là theo một hướng. Tức là cái hướng đó là em phải phân tích 10 câu ý vậy đó mới được. Còn anh trong 10 hướng đó anh chọn một hướng, hoặc là hướng thứ 11 anh thấy hay hơn thì phải tới 11 vậy thôi. Chứ giờ chắc gì giáo viên đã phân tích đúng lý tác giả gửi gắm vào tác phẩm, nhưng phân tích không đúng ý giáo viên là mất điểm. Thì đó, cái chỗ đó là chỗ anh không bao giờ đồng ý hết. Riêng môn ngữ văn hầu như môn nào cũng vậy. Mẹ toán cũng vậy thôi, làm không giống ý của ổng, ổng cũng cho không điểm luôn. Ổng nói sai đề, ủa là gì quên rồi, lạc đề. À mà toán còn kiểu mà kết quả đúng nhưng mà cái bước làm mình trình bày nó sai một chỗ rồi đó thôi là cái câu đó cũng bị bỏ luôn. Anh có tim mặt không anh? Dạo này thấy mặt anh thon thả quá sếp. 300 giây. Gì à, có nhà ở thành phố Sóc Trăng 250m, có xe Toyota 500 triệu, lương 13 triệu, có nên lấy vợ không Duy? Tự nhiên mày thấy nó sai sai á. Ủa mày có nhà, có xe hơi mà sao lương có 13 triệu vậy? Cái này nó sai quá sai luôn. Cái này gọi là lương có 13 triệu mà đặt mua xe hơi nữa. Xong cái nó vô nó nói là cha mẹ cho thêm. Thôi giờ đừng có khoe xe. Tại vì mày khoe cái xe tao mới nói. Còn mày không khoe cái xe không giờ tao nói hết á. Nên cái thằng này nó không có chuẩn man mấy em. Nói chung là tôi thấy thằng này không man trong thời đại này. Cuộc đời của nó gì gọi là sập ngang sao thôi chứ không man.